Quý vị và các bạn thân mến, trước sự việc dư luận có nhiều ý kiến trái chiều về thông tin các Phật tử nô nức đến chùa Ba Vàng tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh để chiêm bái xá lợi tóc Đức Phật tự chuyển động, Ban Tôn giáo Quảng Ninh đã đến làm việc với nhà chùa. Chúng tôi đến làm việc, kiểm tra tại chùa Ba Vàng thì xá lợi tóc Đức Phật đã được đưa về Myanmar rồi. Đây là hoạt động của các tổ chức tôn giáo, giáo hội trong nước và ngoài nước, còn chúng tôi chỉ quản lý các hoạt động về mặt nhà nước thôi, lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh thông tin. Cũng liên quan đến sự việc trên, trước đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã giao Ban Tôn giáo tỉnh này và chính quyền thành phố Uông Bí làm việc với chùa Ba Vàng về thông tin xá lợi tóc Đức Phật tự chuyển động. Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh cho rằng chùa Ba Vàng trưng bày xá lợi nói trên là việc nội tự không cần phải xin phép. Đơn vị cũng cử cơ quan chuyên môn để làm rõ thông tin sự việc trên. Theo thông tin trên website của chùa Ba Vàng, đây là một trong 8 sợi tóc Đức Phật tự tay nhổ trên đầu mình, trao cho 2 thương gia người Myanmar từ hơn 2.600 năm trước. Cũng theo chùa Ba Vàng, xá lợi tóc Đức Phật được lưu giữ hàng nghìn năm tại Myanmar, nay xuất hiện lần đầu tiên tại chùa Ba Vàng. Bắt nguồn từ nhân duyên đoàn Chư Tăng, Phật tử chùa Ba Vàng đến chiêm bái xá lợi tại chùa Parami và bảo tàng xá lợi Phật quốc tế Parami, Myanmar. Đoàn Chư Tăng chùa Ba Vàng đã có lời mời Hòa Thượng trụ trì chùa Parami sang chùa Ba Vàng để dự lễ kính mừng 765 năm đản sinh của Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Trải qua hơn 2.600 năm, sợi tóc vẫn còn nguyên vẹn. Hàng vạn nhân dân, Phật tử đã tận mắt chứng kiến sợi tóc quay liên tục với nhiều hình dáng khác nhau, dù xung quanh không có gì để căng kéo hay điều khiển. Khác hoàn toàn so với tóc của người bình thường, chùa Ba Vàng thông tin trên trang website chính thức của chùa. Bản tin trên kênh tin tức Hot 24 giờ đến đây xin được tạm dừng. Nếu quý vị và các bạn thấy nội dung video hay xin hãy nhấn like, bình luận và chia sẻ. Quý vị và các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chuông dưới góc phải màn hình để nhận được thông báo những video tải lên mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn.